Như chị Quỳnh vừa chia sẻ thì tại Học viện Quản lý Nanh Danh, ngoài ngành du lịch khách sạn ra thì trường còn đang đào tạo hai cái ngành cũng khá là hot, đó là ngành quản trị kinh doanh và xây dựng, phải không ạ? Vậy thì chị Trúc có thể giới thiệu thông tin về hai ngành học này cũng như là mức học phí ra sao tại trường Nanh Danh cho các bạn được xem là được biết ạ? Cái ngành quản trị kinh doanh tại Học viện Nanh Danh thì sẽ là một sự lựa chọn số 1 cho những bạn sinh viên mà muốn làm việc trong môi trường cạnh tranh kinh doanh của quốc tế. Và trong cái khóa học này thì sẽ là nền tảng cơ sở cho các bạn sinh viên có thể dễ dàng thích nghi với môi trường kinh doanh luôn thay đổi, cũng như là phải đối mặt với những khó khăn trong môi trường kinh doanh thực tế. Và các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp với những gì đã học được cũng như là với bằng cấp quản trị kinh doanh thì có thể tìm được công việc với mức lương khá cao tại Singapore cũng như là tại Việt Nam. Và cái học phí của cái chương trình quản trị kinh doanh này thì là khoảng 4.200 đô la Sing đến 12.000 đô la Sing, và thời gian học là từ 4 đến 8 tháng, và trong đó có các bậc học là chứng chỉ quản trị kinh doanh, cao đẳng quản trị kinh doanh, cao đẳng nâng cao quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh ứng dụng. Khóa học kỹ sư xây dựng thì tập trung hướng sinh viên trong cái việc mà lập dự án cũng như là quản lý các nguồn chi phí. Do đó thì ngành kỹ sư xây dựng sẽ là một ngành học tiềm năng trong tương lai cho các bạn sinh viên làm việc tại các nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Và cái học phí của cái khóa học kỹ sư xây dựng này là khoảng 18.800 đô la Sing và học trong vòng 24 tháng.